Cảm ơn quý vị trở lại cho phần thứ nhì điểm tin trong tuần với Lê Bích Trâm và Lê Bình. Tiếp nối một bản tin Việt Nam, thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị đuổi ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Vâng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện, thành phố Sài Gòn vào ngày 15 tháng 9 2018 vừa qua, nơi Ngài đã tá túc hàng chục năm qua sau khi ra tù vào năm 1998. Theo phát ngôn của giáo hội hôm 7 tháng 10 cho Đài Á Châu Tự Do, thì kể từ khi bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện, Đức Tăng Thống đã phải dày đây mai đó, và cuối cùng vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ quyết định rời Sài Gòn để về quê quán của mình ở Thái Bình. Và cũng theo phát ngôn của giáo hội, việc mà Hòa Thượng Quảng Độ ở Thanh Minh Thiền Viện lâu nay đã có những vấn đề vì Hòa Thượng Thích Thanh Minh, tức là cái vị mà trụ trì của thiền viện, nhiều lần phàn nàn, nói là có những cái áp lực chính trị mà chùa của ông phải gánh chịu vì sự có mặt của Hòa Thượng Quảng Độ. Trong 2 năm qua kể từ khi Hòa Thượng về tá túc ở thiền viện thì sự vị sư trụ trì nói là quần chúng Phật tử không có dám tới nhiều vì bị công an canh gác, người nào tới thì bị tra hỏi, bị chụp hình vân vân. Thì thưa quý vị, Hòa Thượng Quảng Độ năm nay 91 tuổi là người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là một giáo hội mà không được nhà nước Cộng sản Việt Nam thừa nhận, và ông bị chính quyền Việt Nam bỏ tù nhiều năm trong giai đoạn từ 70 cho đến 80, rồi vào năm 1995 ông lại bị bắt giam và bị phạt tù 5 năm và 5 năm quản chế sau khi phát động những cái hoạt động nhân đạo để cứu trợ cho đồng bào sông Cửu Long bị bão lụt. Thì Cộng sản Việt Nam đưa ra những cáo buộc mơ hồ như là phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, vân vân. Và đến năm 1998 thì dưới áp lực từ Hoa Kỳ, Hòa Thượng được trả tự do và bị yêu cầu phải đi tị nạn tại Mỹ. Nhưng ông từ chối và ông nói là ông phải ở lại trong nước với quần chúng Phật tử. Rồi sau đó thì Hòa Thượng Quảng Độ đã đến tá túc ở Thanh Minh Thiền Viện, nhưng thực chất là bị giam lỏng và bị cấm đoán trong việc giảng dạy. Ông không được chấp pháp cho quần chúng. Thì có một cái đồn công an nằm ngay trước thiền viện để mà kiểm soát rất là kỹ lưỡng đường đi nước bước của ông. Thưa quý vị và thưa anh Lê Bình, Hòa Thượng Thích Quảng Độ từng, chúng ta nhớ là từng nhận nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế và ngài từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình nữa, thì ý kiến cho là nhìn bề ngoài thì thấy việc ông trở về quê hương có vẻ êm ả như là một người tu hành tìm về nơi quê nhà khi đã cao tuổi. Nhưng mà khi thấy xuất hiện một thượng tá công an Cộng sản bên cạnh Hòa Thượng Quảng Độ thì chúng ta phải hiểu đó là việc Cộng sản Việt Nam muốn đẩy ông ra Bắc để biệt lập, chỉ là chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Thì anh Lê Bình nghĩ sao về những hành vi đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam thôi? Thật là một câu hỏi khá chính xác. Kính thưa quý vị, khi mà nhận được tin này thì Lê Bình cũng một phần nào khi lúc xưa khi mà còn làm phóng viên của đài truyền hình Đài 18, là đài truyền hình quốc tế. Thì vào năm 1995, lúc đó thì nghe tin là Hòa Thượng bị bắt và bỏ tù, thì bên đồng bào bên này rất là phẫn nộ, nhất là các Phật tử. Thì nhiều cuộc biểu tình xuống đường đã diễn ra, và nhất là các Hòa Thượng Thượng tọa bên này đã hết lòng gọi là lên tiếng để kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản cư xử với ngài một cách cho nó công bằng hơn. Thì qua cái việc đó thì nó làm cho Lê Bình nhớ lại một chút xíu về cái tiểu sử của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thì Lê Bình cũng đã sưu tầm thêm, thì chúng ta phải theo dõi cái tiểu sử của ngài chút xíu thì chúng ta có lẽ sáng tỏ hơn là Cộng sản Việt Nam đã từng đối xử với ngài như thế nào. Thì Lê Bình xin được gửi cho đến quý vị. Thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928 tại Thái Bình, Việt Nam. Đến năm 1965 thì ngài được bầu làm tổng thư ký Viện Hóa Đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đến năm 1977, vì ngài không chịu nhà nước, không bằng lòng với nhà nước giám sát giáo hội, và ngài kêu gọi biểu tình chống lại chế độ. Vì thế ngài đã bị bắt bỏ tù vào tháng 6 năm 1977. Một thời gian sau, khoảng chừng 3 năm sau thì ngài được thả ra. Và đến năm 1981, khi mà Cộng sản nắm quyền ở Việt Nam, bắt đầu gọi là bó chặt hơn các tôn giáo lại, thì chính quyền muốn giáo hội trở lên là một. Bởi vậy chính quyền mới lập ra một tổ chức mang tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và bắt tất cả các giáo hội khác, tất cả các
chi nhánh khác phải vào đó và dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Và ngài nhất định ngài không bằng lòng với cái chuyện đó. Và ngài đã bị trục xuất ra ngoài Bắc. Và chỉ có 10 năm sau thì ngài là một người có chí là chiến đấu cho nhân quyền một cách can trường. Thì cứ 10 năm sau ngài đi vào Nam và tiếp tục hoạt động một cách công khai do đòi tự do tôn giáo. Thì đến tháng 8 năm 1985 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hòa Thượng Thích Quảng Độ, như Bích Chồng đã nói, là 5 năm tù và 5 năm quản chế vì cái tội là phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Kính thưa quý vị, đây là Lê Bình không cần phải nói nhiều, nhưng mà mình nghe cái lý do là mình thấy nó không có thể nào chính đáng được. Thì đến năm 1999 thì ngài được bầu làm viện trưởng Viện Hóa Đạo trở lại, tuy nhiên không được chính phủ cho quyền để hoạt động. Và đặc biệt là đến năm 2006 là năm mà Đảng Cộng sản có vẻ e sợ uy tín của ngài nhiều hơn, như Bích Chân hôm nãy nói, là ngài thắng cái giải, một giải mà rất là cao quý, gọi là Thorop Bravo của Na Uy. Giải nó dành cho những vĩ nhân mà có cái lập trường tranh đấu cho nhân quyền. Và thường thường người mà đoạt giải này thì thường đa số là đoạt giải Nobel ngay sau đó. Thì và sau đó thì ngài được đề cử và nhận giải Nobel cũng phải không phải một lần mà rất là nhiều lần. Mà chắc biết chăm quý vị biết là giải Nobel hòa bình là một giải rất là danh dự. Chỉ có những vĩ nhân lớn trên thế giới như là Gandhi hay là Martin Luther King, những người mà đã dành hết cuộc đời tranh đấu cho tự do nhân quyền. Thì mà khi mà ngài được đề cử như vậy thì ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ không còn phải là một vĩ nhân tranh đấu nhân quyền trong nước nữa, mà ngài trở thành lên và một nhân vật quốc tế. Nhân vật quốc tế rồi. Thì bởi vậy nó làm cho chính quyền Cộng sản Việt Nam càng khó chịu thêm và thấy ngài là một mối đe dọa có thể còn lớn hơn nữa, như là một cái gai. Bởi vậy thì những cái gì mà họ đối xử với ngài thì chúng ta không cần không phải, có ngạc nhiên. Không có ngạc nhiên. Vâng. Thì không biết là Bích Trâm nghĩ thế nào. Vâng, hồi nãy anh Bình có nói nhiều về việc là vì Hòa Thượng Quảng Độ không chấp nhận cái sự giám sát của Cộng sản Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho nên ngài bị bỏ tù nhiều lần. Thì Bích Trâm xin nói thêm về cái sự kiểm soát của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo nói riêng và đối với tôn giáo nói chung. Thưa quý vị, chúng ta biết Phật giáo là cái tôn giáo mà chiếm đa số ở Việt Nam. Thì sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 75 thì Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam cô lập Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra ngoài vòng pháp luật, là không thừa nhận. Rồi như anh Bình Lê có ôn lại cho chúng ta, sau đó thì Cộng sản Việt Nam đỡ đầu cho cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, nhưng mà hoàn toàn là đặt dưới sự kiểm soát của Đảng và của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà người ta gọi nôm na đó là Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Thì hồi tháng 3 vừa qua, Bích Trâm xin nhắc lại, khi mà vị Hòa Thượng là Thích Thanh Sam, tức là Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh của Giáo hội Phật giáo Quốc doanh này đó qua đời, ở trong nước thì có nguyên một phái đoàn hùng hậu dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn cái phái đoàn đó đến để viếng tang. Thì Hòa Thượng Thích Thanh Sam cũng là người mà được Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng cho huy hiệu là 50 tuổi Đảng vào năm 2013. Tức là, thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam chính thức thừa nhận là một trong các lãnh đạo của giáo hội được Hà Nội hậu thuẫn là đảng viên của Đảng Cộng sản. Thì Bích Trâm từng có cơ hội phỏng vấn Mục sư Nguyễn Công Chính, tức là một cựu tù lương tâm mà phải ngồi tù Cộng sản trong 6 năm vì ông từng tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của người dân trong nước. Thì ông được trả tự do và ông định cư Mỹ vào năm 2017. Thì năm ngoái Bích Trâm đã phỏng vấn ông. Thì Mục sư Chính thu thập một số tài liệu mà cho thấy là sau 75, những tôn giáo quốc doanh được thành lập, được chỉ huy trực tiếp bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam, Mục sư Chính nói là kiểm soát đến 85% tôn giáo ở Việt Nam, và khoảng 15% tôn giáo mà gọi là còn độc lập còn lại đó, thì bao gồm như là Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Công giáo, không chấp nhận sự kiềm tỏa của Cộng sản Việt Nam thì luôn phải hứng chịu sự đàn áp, sự cưỡng chế từ nhà cầm quyền. Thì thưa quý vị, điều này cho thấy là Cộng sản Việt Nam mạnh tay đàn áp và có chủ trương để mà tiêu diệt những cái tôn giáo độc lập trong nước. Có lẽ là vì người Cộng sản họ biết rõ sức mạnh của tôn giáo và của đức tin,
vì chỉ có tôn giáo mới có khả năng kết hợp lòng người và những con người với nhau, cùng một chí hướng với nhau để mà chống lại kẻ thù chung của dân tộc là một dàn lãnh đạo cộng sản vô thần mà phá hoại đất nước. Và kính mời quý vị theo dõi những số thông tin của Đài Thông tin Thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.